Một tác phẩm dối, tác phẩm Hoàng Anh Mộng, hàng siêu VIP. Chia sẻ anh chị em cùng xem và tham khảo về tác phẩm này, có giao lưu nếu anh chị em mình hợp nhãn. Tác phẩm này mình chơi hai mặt, cây này già già trắng. Double ngọn chị. Cái thân pháp cây này quá hay, tuyệt vời cái thân pháp của cây này. Đẹp tứ diện. Chủ quá đẹp cái chủ. Siêu phẩm tuyệt vời. Dâm rồi dày hết rồi. Cây này phải nói là đi vào chế độ chơi. Thân pháp cây này đẹp quá. Kể cả hai mặt. Nói là xuất sắc. Nuôi và xây dựng cây này lâu. Dâm dày. Ra phơm ra tán rồi. Xuất sắc cây này.
Đẹp chưa? Đang phúng lục non. Về kích thước cây này là chiều cao 2,3 m. À, tán cũng là 2,3 m. Tổng đế là 4,4 m. Hoành thân là 1,8 m. Cây này hiện tại là đang nằm cái chậu nuôi. Chậu là 1,7 m nhân cho 2,6 m. Chậu nuôi nó hơi to. Tây tàn độ nó mình tít đó rồi. Chơi mặt nào cũng đẹp hết. Đi lại cái góc đây cho anh em xem hai mặt, phải nói là xuất sắc, chơi mặt nào cũng đẹp. Mấy cái phần rễ nó khôn kìa. Quá dừng tay rồi, trăm càng chơi càng đẹp, mà phải nói là cây này đẹp hai mặt. Đây để anh chị em xem lại tổng thể, tức là cao 2,3 m, tán cũng 2,3 m, đế là 4,4 m, cái hoành thân là 1,8 m. Hiện tại là cái chậu đây là chậu nuôi, cái chậu nuôi này là 1,7 m nhân cho 2,6 m. Thật sự như cái chậu nó nhỏ hơn, cũng vào một cái chậu mỏng nhưng mà nó nhỏ hơn. Đẹp tuyệt vời, phải nói một tác phẩm dúi, một tác phẩm hoàng anh mộc, đáng để anh chị em mình sưu tầm. Đẹp hai mặt, cây này già nuôi cũng thuộc hết rồi. Hôm hay đít bồ ngọn chỉ. Tuyệt vời quý vị.